anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, đó là những hình ảnh truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, những truyền thống được hình thành suốt chiều dài lịch sử lâu dài. Phụ nữ Việt Nam hiện đại mang trong mình những truyền thống đó và ngày càng phát huy sự tự tin, tự trọng, năng động trong thời buổi kinh tế hội nhập và phát triển. Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hưởng ứng cuộc thi nhảy dân vũ do Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Mường Tè tổ chức, chi hội phụ nữ khu phố 7 tích cực tham gia với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, lan tỏa niềm đam mê thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, rèn luyện sức khỏe. Đến với cuộc thi, chi hội phụ nữ khu phố 7 xin gửi tới quý vị điệu nhảy dân vũ trên nền nhạc tiếng đàn ta lư sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục. Phong quân ơi.